Sớm mình đi làm đây mọi người ơi. Vào cao su làm thôi. Bữa giờ đi rừng đi làm vlog, bữa nay vừa nói chung vừa đi làm vlog vừa đi làm chơi nên không ở nhà đói ạ. Ở đây là cái khu tập thể của công nhân ở đây. Có một cái ao rất đẹp, rất là nhiều cá nhé mọi người. Công việc của mình xưa giờ mình đi cạo mũ cao su ấy mọi người, thì giờ mình nghỉ cạo, mình vô kho mình làm. Đây là tới kho rồi. Sáng chưa có ai nhá mọi người. Ôi chào cả nhà nhá. Hello, xin chào các bạn, chào bác, chào mọi người nhá. Rất vui được gặp lại các bạn vào những cái tập tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người cái nơi làm việc của mình. Đây là cái kho cao su nhá mọi người. Mình đang làm ở công ty Thảo Nguyên Xanh Cơ Bang. Bạn thấy cái kho đẹp chưa? Thì đây là cao su này. Rồi ok, vào kho rồi nha các bạn. Cao su ở đây rất là rộng lớn nhé mọi người. Công nhân làm ở đây phải gần 200 người. Giờ mình quay buổi trưa nên không có ai. Trước tiên thì mình quay cho mọi người xem cái đây là cái chỗ mà mình hay đổ mũ này mọi người. Thì giờ mình không làm rừng thì mình chuyển sang làm công ty Thảo Nguyên Xanh các bạn nhé các bạn. Đây là cái nơi mà người chở mũ, chuyển mũ xong cân ở đây. Đây là mũ cao su đã được đánh đông nha mọi người. Còn đây là mũ cao su của hôm qua đông rồi. Cái này buổi chiều thì bọn mình sẽ cắt xong rồi đóng gói. Mình tranh thủ quay buổi trưa ấy, chứ không làm mình không có thời gian quay nữa các bạn. Bên kia là cao su đã ép rồi nhé các bạn đấy. Cái tấm này thì mình sẽ quay xuống quay ra mình xem. Đây công việc của mình là chuyển mũi xong cắt nha mọi người. Rồi bắt đầu công việc của nha mọi người. Đây là máy cắt mũi cao su nha mọi người. Mình với bác Luyện sẽ thay nhau để cắt mũ cao su. Các bạn thấy mũ cao su giống như cái đầu khuôn không các bạn? Đấy, giống như cái đầu khuôn này. Còn cái này là cái máy ép. Ép mũ cao su xong rồi khuôn mũ này nha. Yeah.
nhìn phơi mù cao su như phơi quả đáo ấy nhỉ các bạn. Làm cho nhá. Quay gần cho mọi người xem. Máy này thì đẹp. Đẹp xong là đóng gói. Còn bên đây là lò sấy này. Sấy 3 ngày rồi sẽ ra lò nhé mọi người. Đây là hàng hóa đã thành sản phẩm rồi, cao su á. Một cao su đã thành sản phẩm đóng gói. Mọi người thấy đám. Đám quá trời luôn. Xin dừng lại video ở đây nhá. Nếu các bạn thấy cái công việc của mình làm bây giờ thì đừng quên cho một like, chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết cái công việc hiện tại của bên blog. Ok, xin chào các bạn nhá. Còn gì chưa thôi. Chưa rồi. Ha 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 ha!